xin được vinh danh nữ lãnh đạo Nguyễn Thu Trang, chủ tịch sáng lập Willing Power, phó chủ tịch tập đoàn Willing Global Holding, tổng giám đốc TAF Group. Nữ lãnh đạo Nguyễn Thu Trang gắn bó với Willing Global Holdings trong vai trò phó chủ tịch tập đoàn và là chủ tịch sáng lập Willing Power, nhằm kiến tạo cộng đồng phụ nữ với nhiều năng lượng tích cực hỗ trợ nhau cùng phát triển.